Tám bộ phận của đàn bà càng to thì đời càng sướng. Kính chào quý khán thính giả đang theo dõi kênh Triết Lý Cuộc Sống. Thưa quý vị, mỗi một con người khi được sinh ra thì đều được xem là phúc đức trời ban. Và bên cạnh những đặc trưng về tính cách nhân phẩm, thì theo tử vi xem tướng nhân tướng cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến vận mệnh của mỗi người. Chỉ cần nhìn vào một số bộ phận thì chúng ta sẽ biết được người ấy giàu nghèo ra sao, sướng khổ như thế nào. Đặc biệt, đối với phụ nữ thì có 8 bộ phận tuy được coi là không đẹp về mặt thẩm mỹ, thế nhưng chúng đều là phúc tướng trời ban. Những bộ phận này càng đầy đặn thì lại càng chứng minh cuộc sống tương lai của những người đó càng giàu có và sung sướng. Đó là những bộ phận nào? Mời quý vị cùng tham khảo với chúng tôi qua clip sau đây. Phụ nữ có 8 bộ phận này, càng xấu thì đời càng sướng. Thứ nhất, khuôn miệng rộng. Trong nhân tướng học, phụ nữ có khuôn miệng rộng chính là tướng đại phú, đại quý, vượng phu, ích tử. Họ là những người không chỉ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, mà còn mang đến tài lộc cho chồng con, giúp chồng thăng hoa sự nghiệp, con cái khỏe mạnh, tương lai rạng ngời. Phụ nữ có tướng miệng này thường giỏi xã giao, có duyên ăn nói. Theo quan niệm trong dân gian, miệng rộng còn được ví như cửa nhà kho lớn, giúp tài lộc ào ào đổ về. Thứ hai, trán rộng và cao. Đây là bộ phận trung tâm của gương mặt mỗi người. Vầng trán đại diện cho sự thông minh, tinh anh và có thể nói lên cuộc sống sướng khổ của một người trong tương lai. Trong nhân tướng học, những người sở hữu vầng trán cao và đầy thường có học thức cao, được sinh ra trong môi trường tốt đẹp và được giáo dục một cách hoàn thiện. Những người này không những có tính cách điềm đạm, nhân hậu, mà họ còn biết thương người. Nhờ vậy mà được trời ban nhiều phúc đức. Bước vào giai đoạn trung vận, những người sở hữu bộ phận này thường gặt hái được nhiều thành công. Vận trán càng đầy đặn, càng giúp họ thu được nhiều tài vận. Nhìn chung, hậu vận của những người sở hữu tướng này, nếu không trở thành người quyền lực, thì cũng là dân thường giàu có, cả đời không lo cơm, áo, gạo, tiền. Thứ ba, mông to. Phụ nữ sở hữu mông to thường thu hút được sự hấp dẫn của cánh mày râu, bởi đặc điểm này tượng trưng cho khả năng làm mẹ hoàn hảo. Không chỉ vậy, phụ nữ sở hữu vòng ba đầy đặn còn được cho là tính tình hào phóng, tài vận tốt. Họ không chỉ biết kiếm tiền mà còn biết tiết kiệm tiền. Phụ nữ có vòng ba lớn sẽ mang lại cát khí cho cả gia đình, là hậu phương vững chắc cho cả gia đình. Theo khoa học, hàm lượng cholesterol xấu trong cơ thể những người này thường thấp. Điều này đồng nghĩa với tỷ lệ xơ cứng mạch máu não thấp hơn, lớp mỡ dưới mông còn giúp ngăn ngừa tắc nghẽn động mạch, hạn chế phần nào khả năng mắc bệnh tiểu đường. Thứ tư, mũi to. Trong nhân tướng học, mũi được gọi là cung tiền tài, liên quan trực tiếp tới tiền tài danh vọng của một người trong cuộc sống. Người có tướng mũi đầy đặn, phát triển cả bề cao lẫn chiều rộng, chính là tướng đại phú quý. Sự khéo léo giúp họ có được những mối quan hệ tốt, giúp ích cho sự thành công sau này. Họ là người có khả năng lãnh đạo, trời sinh vốn thông minh hơn người. Họ dễ gặt hái được thành công, hưởng cuộc sống giàu sang, hậu vận hưng vượng. Xét về phương diện khoa học, phần đầu mũi to rất tốt cho sức khỏe. Người có mũi to thường ít mắc bệnh cảm do khả năng chống vi khuẩn xâm nhập cao. Thứ năm, đùi ếch. Phụ nữ có đùi to, tính cách thường không phù phiếm, sống thực tế. Họ là những người không thích đi lên bằng việc xu nịnh người khác. Sự quyết đoán giúp họ có được thành công, được nhiều người quý mến. Đường quý nhân vô cùng vượng. Theo nhân tướng học, họ dù giàu có nhưng vẫn luôn giữ được sự chất phác trong con người mình, sẵn sàng đưa tay giúp đỡ người nghèo khó mà không cần sự báo đáp. Chính điều đó đã mang lại phúc phần cho người có tướng này. Một nghiên cứu của các nhà khoa học Đan Mạch từng cho thấy, người có chu vi đùi khoảng 62cm có nguy cơ mắc bệnh tim mạch thấp hơn 20% so với người có phần đùi thon gọn. Nghiên cứu này đã được các chuyên gia tiến hành theo dõi trên 2.816 nam giới và phụ nữ có tuổi từ 35 đến 65 trong 12 năm rưỡi. Thứ sáu, bụng to. Đa số nhiều chị em phụ nữ vẫn thường kêu than về vòng hai ngấn mỡ của mình
trong mắt thẩm mỹ, xấu xí và nặng nề. Thế nhưng, bạn nên biết rằng, người có bụng mỡ lại chính là người có nhiều phúc lộc. Trong công việc thì thu được nhiều lợi nhuận, sớm giàu sang. Trong tình cảm thì thủy chung có nét duyên ngầm, được nhiều người ngưỡng mộ. Thứ bảy, bàn chân to đầy. Trong nhân tướng học, bàn chân cũng là một trong những bộ phận quan trọng có thể nói lên được vận mệnh của mỗi người. Đối với những phụ nữ có bàn chân thon gọn, họ là những người tần tảo hay đi đây đó nhưng lại không được sở hữu cuộc sống vẹn toàn, không được những người xung quanh cung phụng hoặc kính trọng như ông chúa, bà hoàng. Ngược lại, đối với những người có bàn chân đầy cụ thể, khi đặt bàn chân xuống đất, bạn sẽ cảm thấy được thịt bàn chân tràn đầy xuống đất, thì đó được xem là bàn chân đầy đặn, là phúc tướng trời ban. Những người có bàn chân này thường sẽ có hôn nhân viên mãn, được chồng cưng chiều hết mực, hậu vận không lo lắng sầu muộn, mà chỉ cần an nhàn, tận hưởng cuộc sống sung túc đủ đầy. Thứ 8, bàn tay thô to. Đối với phụ nữ, bàn tay là một trong những bộ phận dễ gây ấn tượng với người đối diện nhất. Trong nhân tướng học có nói, phụ nữ sở hữu bàn tay thon gầy, tuy đẹp nhưng cuộc sống lại gặp nhiều trắc trở hay khổ tâm và suy nghĩ nhiều. Tuy nhiên, đối với phụ nữ sở hữu một bàn tay đầy, cụ thể lòng bàn tay và mu bàn tay đều đầy đặn, thì đó được xem là phúc tướng trời ban. Phụ nữ nào sở hữu tướng tay này, cuộc sống trung vận, không những thập toàn thập mỹ khi sự nghiệp công danh đều vững vàng, mà tài vận cũng ngày một tăng thêm. Người sở hữu tướng này sống khiêm nhường, khoan dung, độ lượng. Họ thường được nhiều người yêu mến, trợ giúp nhiều trên con đường tài lộc sau này. Bên cạnh đó, hậu vận của những người này sẽ được tận hưởng cuộc sống sung túc, an yên. Làm gì cũng có quý nhân phù trợ đặc biệt, hôn nhân và mọi thứ đều viên mãn. Tất cả mọi người đều muốn mình sở hữu một vẻ ngoài ưa nhìn, đặc biệt là phụ nữ thì luôn mong mình xuất hiện với ngoại hình trẻ, đẹp, tươi tắn. Chính vì vậy mà rất nhiều người đã tìm đến phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ. Thế nhưng, rất nhiều ca phẫu thuật thẩm mỹ thất bại, khiến không những không đẹp hơn, mà ngược lại còn phá hủy dung nhan. Tệ hơn nữa, vì ham mê cái đẹp mà khiến vận mệnh từ đó chuyển biến đột ngột. Đặc biệt những bộ phận này, nếu muốn phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi tướng mạo, thì chị em phụ nữ hãy tìm hiểu thật kỹ nhé. Thứ nhất, cắt mí phá cung điền trạch, tài sản hao tổn nặng nề. Ngày nay, chuyện phẫu thuật từ mắt một mí sang mắt hai mí vô cùng phổ biến. Xem tướng khuôn mặt, phần nằm giữa mắt và lông mày, tức mí trên mắt, được gọi là cung điền trạch. Cung điền trạch sẽ thể hiện tài sản của một người, gồm có bất động sản như đất đai, nhà cửa hay tiền bạc, sổ tiết kiệm. Nếu phẫu thuật thẩm mỹ mà có sự thao tác ảnh hưởng đến phần cung điền trạch, phá vỡ khí tướng ở đây như cung điền trạch bị phá, bị lông mày che lấp hay có nốt ruồi hình xăm thì đều có thể gây tổn hao tài sản của bạn. Ngày nay, chuyện phẫu thuật từ mắt một mí thành mắt hai mí vô cùng phổ biến. Nếu làm thì khó tránh khỏi sẽ để lại một đường sẹo mờ trên mí mắt. Tuy nhiên, y học càng ngày càng hiện đại, bạn có thể chọn loại hình thẩm mỹ tốt nhất không để lại sẹo. Bởi nếu sẹo lộ ra ngoài, tức là nhìn bên ngoài thấy sẹo thì cũng giống như cung điền trạch bị phá. Theo nhân tướng học, nếu phạm phải điều này thì vận khí từ năm 35 đến 40 tuổi sẽ bị ảnh hưởng. Trong những năm này, tài sản có thể sẽ xảy ra tranh chấp thị phi, gây tác động xấu đến vận mệnh cuộc đời. Thứ hai, nâng mũi có thể khắc chồng cả đời cô quạnh. Trong tướng khuôn mặt, mũi nằm ở vị trí vô cùng quan trọng, đại diện cho cung tài bạch và suy nghĩ chủ quan của cá nhân. Với nữ mệnh, mũi còn đại diện cho cung phu nữa. Khu vực sống mũi nằm giữa hai mắt và là khởi điểm của mũi, được gọi là sơn căn. Nếu sơn căn quá thấp, thì chứng tỏ nữ mệnh khó được hưởng hồng phúc của chồng, cũng chính là khó lấy được người chồng như ý. Đồng thời, vận khí của người chồng cũng xấu, cuộc sống khó khăn, vất vả. Trong trường hợp này, có thể nâng sống mũi lên một chút để sơn căn cao hơn, vận khí cũng tốt hơn phần nào. Sống mũi quyết định rất nhiều đến sự thanh tú của khuôn mặt. Vậy nên, nhiều cô gái
vì chạy theo vẻ đẹp thời thượng mà phẫu thuật thẩm mỹ quá đà, đem sống mũi đôn lên thật cao. Vốn dĩ, sống mũi vừa phải, đầu mũi tròn đầy đặn là tướng vượng phu. Nhưng vì đẹp mà đem sửa cho sống mũi cao, đầu mũi nhọn, phá tướng từ tốt thành xấu. Mũi lúc này nhọn giống như lưỡi dao sắc, thành tướng khắc chồng, phải chịu đời cô quạnh đơn côi. Thứ ba, lông mày rụng, nhân duyên giảm sút, cô đơn suốt đời. Lông mày là đại diện cho cung huynh đệ, cung bằng hữu, chính là chỉ các mối quan hệ xã hội. Nó cũng là cung tài bạch thứ hai trong nhân tướng học. Những cô gái lông mày thưa mỏng có thể chọn cách đi theo lông mày, làm vậy có thể giúp cho nhân duyên vượng phát, quý nhân phù trợ. Tuy nhiên, hãy nhớ kỹ là không bao giờ được cạo hết lông mày đi, dù là sau đó bạn có vẻ kẻ hay theo lông mày. Nhìn bên ngoài không ai phát hiện ra bạn không có lông mày, nhưng kỳ thực vẫn chẳng thể thoát khỏi việc phá tướng. Lông mày không có cũng là điềm báo tài lộc tiêu tán, cô đơn hiu quạnh, không người bầu bạn. Thứ tư, độn cằm nhọn cả đời bạc phúc. Theo thuật tướng số, đàn ông tướng hoàn hảo nhất là cằm vuông. Nó đại diện cho sự trưởng thành, chín chắn, trầm ổn, hành sự quyết đoán. Còn phụ nữ tốt nhất là cằm tròn. Có thế cuộc đời mới viên mãn, hạnh phúc. Chẳng thế mà từ xa xưa, người ta đã tôn vinh nét đẹp chuẩn mực là đàn ông mặc vuông chữ điền, phụ nữ mặc trái xoan. Tuy nhiên hiện nay, người ta đổ xô nhau theo cằm nhọn để trở nên hợp thời sang trọng hơn. Nhưng nhân tướng học cho rằng, người mà cằm quá nhọn thì dễ nảy sinh nhiều điểm khó chịu như tâm tính thất thường, nóng giận vô cớ. Có thể xem đời người qua tướng cằm. Cằm quá nhọn còn dễ ảnh hưởng đến hậu phận, tuổi già không được an lạc thái bình. Con người ta không phải cứ xinh đẹp thì mới đáng yêu, mà là đáng yêu nên mới trở nên xinh đẹp. Thay vì quá chú trọng đến ngoại hình, đến vẻ đẹp bên ngoài, chẳng thà chúng ta tự mình tu tâm dưỡng tính. Tướng do tâm sinh, tâm tốt, tu dưỡng tốt thì chắc chắn sẽ có tướng tốt, các khí tự nhiên theo nhau mà tới. Đó mới là nguồn cội của vấn đề mà phụ nữ nên nhớ, nếu muốn mình trở thành một người đàn bà đẹp và được mọi người tôn trọng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.